Chào các bạn, hôm nay mình về rất sớm, có ý định là đi thật sớm lên Tân Quang Phủ Điền xem như nào. Nhưng bây giờ cũng 6 giờ mất rồi, bởi vì mình tham bẻ quá nhiều các bạn nhìn này. Nó quá nhiều, hai ngang, bao và đằng chiếc. Thôi bây giờ mình không còn thời gian nữa, mình chỉ so sánh một quả vải nhà mình đây. Miếng miệng chén này các bạn xem. Ngày trước mình thấy Thanh Hà nó cứ sần sần rủ xuống như da cóc ấy, như bây giờ hóa ra Thanh Hà với vải thiều nó không phân biệt được này các bạn nhìn này. Đấy. Cây chụp ảnh mình nó bị tuột hỏng mất rồi nên mình hơi cầm hơi khó, các bạn nhìn nhá. Thôi chào các bạn, mình đi đây. Vâng, mình đã vượt qua được hàng rào của Kép và Sắp Sơn, bây giờ lên đến Phì Phì Điền rồi. Quang đã trả tôi 33 thôi, chưa bán. Chị trả được hết được không? À không à? Vâng thì và 33 là cao nhất à chị? Và kẹo mình ở đây cao nhất là bao nhiêu chị? Cao nhất định giá là 33. À 33 à, thế thôi. Ở đây người ta cao nhất là 33 bạn. Chân mình thôi, mình bán phần này, gọi là bằng anh em. Chào nhá. Kia em gặp một đồng nghiệp. Sau khi cho tôi cái phiếu cái. Đây hôm nay mình đã lên Tân Quang, làng Áp, thi đấu mấy anh em trên này. Mà cháu chủ họ bảo là cao nhất 33, thôi mình bán 33 về mới đi làm. Kia có một đồng nghiệp đang làm việc kìa. Vâng, đây nha, mình đây là chủ hàng người bên Trung Quốc, mình không biết tiếng, ông nói là hào 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 hào. Vâng, thế là vải của mình ở dưới nhập thành Nghĩa Hồ cũ và Lục Ngạn Bắc Giang, bây giờ gọi là nhập thành thì nhân chủ lên đây được Trung Quốc chấp nhận là hào hào các bạn ạ. Hôm nay mình lên thi đấu xem trên này như nào, người ta bảo tốt rồi. Giá này có 35 cả, thế vừa rồi người kia ở đây cao nhất là 35, à 33. 1, 2, 6, 1, 1, 1. Đây bao nhiêu đây? 1, 1, 6.